Thưa quý vị và các bạn, là một trong những địa phương cán đích xã nông thôn mới sớm của huyện Châu Thành, bước vào giai đoạn xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu với những yêu cầu nâng cao hơn về các tiêu chí. Hữu Định xác định đây là việc làm không dễ dàng, nhiều khó khăn do nguồn lực đã dùng hết cho việc xây dựng xã nông thôn mới nâng cao. Tuy nhiên, với quyết tâm hoàn thành mục tiêu xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu, Hữu Định đã huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân cùng nhau vào cuộc, kiên trì quyết liệt, làm đến đâu chắc đến đó, không chủ quan nóng vội. Để đạt mục tiêu đề ra, Ban Quản lý các chương trình mục tiêu quốc gia xã Hữu Định đã tích cực thực hiện công tác tuyên truyền, quán triệt trong hệ thống chính trị và triển khai rộng rãi ra nhân dân để người dân hiểu đầy đủ mục đích, ý nghĩa, quyền và trách nhiệm chủ thể của mình để cùng với đảng, chính quyền chung tay xây dựng nông thôn mới, nâng chất các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao. Đặc biệt trong đó, chú trọng phát triển sản xuất, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân. Bằng các giải pháp cụ thể như xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao quy mô lớn, từ đó Hữu Định đã chú trọng việc hình thành các vùng sản xuất thâm canh, chất lượng hiệu quả. Với diện tích đất sản xuất nông nghiệp trên 1.000 hectare, đời sống chủ yếu của người dân là trồng trọt kết hợp với chăn nuôi và một phần sản xuất tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ. Những năm qua, nhờ triển khai thực hiện tốt các mô hình sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp trong trồng trọt và chăn nuôi mà đời sống của người dân không ngừng được cải thiện. Trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu thì chúng tôi hội nông dân tôi thường xuyên tuyên truyền vận động bà con dân ngày chủ nhật nông mới thì thường ra ra quân dọn các tuyến đường như tổng lại các tuyến đường qua mà trước đây các đường qua là cũng chưa có đẹp, chúng tôi tiếp tục vận động dân tổng lại các tuyến đường qua nó xuống cấp. Thì bên cạnh đó thì chúng tôi lắp thêm các tuyến đường camera làm giảm cho cái an ninh trật tự, tuyến đường ánh sáng an ninh. Thì trong cái năm 2023 chúng tôi gắn được 11 bóng thì trị giá khoảng 21 triệu cho bà con nhân dân, làm tạo điều kiện cho bà con nhân con đi lại cho nó thông thoáng hơn như cả ngày lẫn đêm. Bên cạnh sản xuất nông nghiệp, sản xuất tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ cũng được cấp ủy chính quyền quan tâm. Các ngành nghề cơ khí, chế biến nông sản, sản xuất đồ gỗ, vật liệu xây dựng được duy trì ổn định, tạo thêm việc làm, tăng thu nhập cho người lao động. Một số doanh nghiệp trên địa bàn đã đầu tư máy móc, trang thiết bị hiện đại, mở rộng quy mô, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh. Tính đến cuối năm 2023, thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn ước đạt trên 75 triệu đồng. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cũng đã phát động nhiều phong trào thi đua sôi nổi, thu hút đông đảo đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia như xây dựng giao thông nông thôn, khu dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, nghĩa tình. Đồng thời, đầu tư thi công rãnh thoát nước, sửa chữa các trục đường tại các ấp, lắp đặt thêm các trạm biến áp, các bóng đèn phục vụ sản xuất, sinh hoạt cho người dân. Cùng với đó, các trường học, trạm y tế, công sở, nhà văn hóa xã và các ấp cũng được đầu tư chỉnh trang sạch đẹp. Trong cái xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu thì ở góc độ của hội phụ nữ xã thì cũng tham gia với các cái cuộc vận động, nhất là đẩy mạnh cái cuộc vận động xây dựng gia đình năm không ba sạch, thì tiếp đó thì nâng chất lên cái gia đình năm có ba sạch để nâng cao cái đời sống của chị em phụ nữ, thì xây dựng các mô hình phát triển kinh tế chăn nuôi giúp đỡ với nhau, xây dựng hội tương trợ cho chị em phát triển kinh tế. Ngoài ra thì hội còn xây dựng các cái tuyến đường nâng chất lên các tuyến đường bông xanh sạch đẹp, rồi vận động chị em hội viên phụ nữ là phân loại xử lý rác tại nguồn, rồi ngoài ra thì để nâng chất thêm thì hội phụ nữ cũng có vận động chị em phụ nữ chuyển đổi số, rồi sử dụng không tiền mặt, rồi sử dụng hỗ trợ sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Để xây dựng thành công xã nông thôn mới kiểu mẫu, ngoài việc nâng chất các tiêu chí đã đạt của xã nông thôn mới nâng cao, Hữu Định còn tổ chức thực hiện mô hình ấp thông minh tại ấp Hữu Thành. Với ba lĩnh vực là hạ tầng thông tin, an toàn vệ sinh thực phẩm và an ninh trật tự, cùng với đó là thực hiện các tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu về giáo dục. Đường làng rộng rãi thoáng mát được tô điểm bởi qua cây cảnh và luôn sạch đẹp là nhờ các mô hình bảo vệ môi trường thiết thực hiệu quả. Đó chính là điểm nhấn trong bức tranh nông thôn mới kiểu mẫu của Hữu Định. Nhờ nông thôn mới kiểu mẫu mà diện mạo địa phương thay đổi toàn diện, đời sống vật chất, tinh thần người dân ngày một nâng cao. Có thể nói Hữu Định là minh chứng rõ nét nhất trong việc đi lên từ nội lực. Chính bởi tạo nền tảng nội lực vững chắc mà địa phương không dựa dẫm, ỷ lại mà chủ động phát triển phong trào. Đây chính là động lực để các địa phương khác trong huyện Châu Thành có những cách làm hay sáng tạo, vượt lên khó khăn, tiếp tục giữ lửa phong trào nông thôn mới trong giai đoạn tiếp theo.